À, một nhà trọ ấy, của ông Viên á. Mà thì cái té thì nó đỡ lặng buồn mình lên được, hơi lặng buồn rồi. Con này không che nhỉ? Con té xem này. À nặng. Như này giờ phải té đi cháu. Nhưng mà nặng không lên nổi. Giờ mang chỗ ông kia nhỉ? Thế làm cho trên này. Không cần, té đi là lên đây. Té đi nó rũ nó nước ra. Hả? Bây giờ hơi nhiều bùn này nó nặng. Vừa cho hơi ngắn dây à? Nhìn hơi ngắn dây. Ngắn dây không lên đâu. Té đi, đây chú kia. Không té cái bùn miếng bùn đi nó đỡ nặng. Độc té chỗ bùn này nó lên nó đỡ nặng rồi. Chỗ này này. Để bên này nhiều nữa cháu này. Đây này. Cháu để bên này lên trên bờ này thì dễ này. Đây bác bảo đây bác bảo mày ra xuống đây rồi thì bác cầm cho đây. Cái mày kéo lên kéo được đây. Để cái này. Đấy mày xuống ruộng mày kéo lên. Hả? Đây kéo chỗ này. Đấy kéo chỗ cánh này nó sạch ngay mà. Đấy mày xuống cái vẹ này mày kéo phát lên ngay, kéo lên chảy hết bùn thì là mới xuống được là mới đỡ lặng được. Không lên ngoài lên mà chỗ đấy nó ít bùn ít nước quá. Bên này nhiều nước hơn này, bên này ít nước quá. Này thuộc tắm bùn rồi. Đấy sạch rồi đấy. Chỉ té một ít nước sạch kia là vào là sạch cả. Chỉ té ít bùn bớt đi là nó đỡ lặng bên cánh rồi lên ngay. Dính đất nó lặng lắm. Căng dây chưa? Thả cho bác nữa. Lấy gió yếu hơn giờ kia. Lấy vừa xem ông Nguyên thả kia. Gió nuôi ở bên yếu yếu. Cái của mày lên thì cũng lên nhưng mà thấy ngắn ngắn dây. Ừ, hơi ngắn dây. Mày có nhà 8 á? 8? Ờ à. Thế thì đúng lúc bọn mày đi Tây Thiên vào. Cái gì nữa mày đi Tây Thiên mấy bọn đi công ty cổ vát là gì? Hả? Ừ tao thấy thằng Thanh nhà tao nó đi chơi cùng mày. Biết Thanh không? Đấy cái tay đi cùng mày mà nó đi hôm chủ nhật tuần trước ấy. Chả phải gì nữa tao nhìn thấy mày nó đi cùng mày mà nó quay video. Tôi xem ở video tôi thấy ngay là cái này đúng tay này con đợt 8 này. Mày làm mấy lâu chưa? À cái là mỗi năm nay. Thôi không thả nữa. Sao bên kia? Thả đây đúng nước còn bên kia làm gì? Đâu mà mày nhầm thật. Mày ra chỗ con bò kia thả lên ngay đúng rồi bác à. Không cứ thả một phát nữa nè. Thả đi. Mày thả kia là đúng rồi ra được. Ở đây cầm bà chạy như bà kia là đúng rồi. Kia chạy bà kia kìa. Cái bà con bé đang đi kìa. Hả? Đâu bố đâu? Thế ai thả cho? Lấy. Không thì giờ mày té đi thôi, thả họ. Tao thả họ. Mày té theo kiểu bên này đi này. Tao thả cho phát. Lên ngay mà. Thế mày đi. Mày ra té cái bên này này. Để chỗ này, tao bảo để chỗ này này. Đây.
kia vẫn thả cái này. Bên kia này. Kia mày chạy sang kia phố luộc à? Bờ kìa. Vừa tụt được ruộng thế nào? Đâu? Đây này. Kia dây vẫn bắt vào bờ cái này. Vừa thả đây như mấy bạn nhấc nhấc người ra kìa. Đây mày ra mày cứ đây đi không được thả qua. Mày ra tiếng cái dây đi. Nhưng mà dây vẫn đang đâu ấy. Kìa dây kia này mày nhìn thấy dây kìa. Ra đấy lùa ra đây chứ nó tụt xuống dưới rồi này. Con này có phê đấy, cũng phải 38 đấy. Cũng xương kia. Đấy. Giờ này đang chuẩn bị mua mùa trồng lúa cho nên là bắp bùn luôn. Đấy đây. Kìa có cái lên rồi kìa. Đi phát ra chỗ con bọt ấy. Nhóm người ra đây xong. Cứ đấy giờ ra đấy chim xả được chứ mày nhìn thấy kìa. Thả đấy ông chạy vào cái đường kia kìa. Cái đường đấy, cái đường xe đạp đi sang cái dung kia kìa. Thì mới lên rồi cũng nước chứ. Đi. Thôi mày đi. Mày nhìn thấy gió nó chiều ra rồi. Đi, thằng vác đi. Nhưng phải té cái kia đó. Đi, thằng này vác đi. Để cho thằng lớn nó vác được. Mày bé không vác đâu. Để thằng anh đi. Đúng rồi. Cầm cái dây chỗ cuốc đi, cầm cái cuốc đi. Nào lưng lên. Đi. Đâu đúng rồi đâu. Ở đây đúng rồi, để bỏ đi ra cái đường cái dung ấy. Thả lên ngay. Đấy thẳng được cái dung kìa. Đấy, đi mày đi. Nhưng mà cho một đoạn ra kia. Thấy không nào? Nào nữa nào. 1, 2, 3. Lên đấy. Ơi, yếu rồi á. Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay lại một buổi chiều gió đẹp thả diều này. Các bạn xếp kênh ủng hộ cho một like, một đăng ký kênh nhá. Thả con diều này nhưng mà khó lên quá, kiểu như là bị dính bùn ở một cánh hơi le lé. Rồi rồi. Rồi ai? Rồi thím gì có mới.
được hết. Không được gạt nhé, kéo cả. Gạt tí nó lại vào, gạt thì. Nó chui ở dưới, đây là không chui dưới thì nó mới thế. Ôi giời. Ôi. Điện dễ bèo này, sao được cháu. Nước Việt đấy. Đấy, đi không để ý cái đau quan rồi. Về sau về tan thiệt từng cái đó đi. Thôi kéo đi, kéo đi. Không phải gì, kéo đi. Thôi. Kéo được. Kéo được, kéo được, thôi rồi. Kéo đi. Sao ta kéo đi đây, kéo cái đầu đấy. Phao đấy. Hai người kéo chỉ. Hai người kéo chỉ, hai người kéo phao. Ở hiện với ông Duyên kéo chỉ. Hai người mỗi bên một bên chỉ. Đi ra chỗ khác. Đố một con cá. Lấy qua mua một túi nhỉ. Quét cả ao đi quá. Ừ. Từ từ kéo đấy, Hiền kéo từ từ. Không con gì. Không kéo đấy đâu, phải cái lưới này mới nó quan trọng cơ. Thế nào? Chân như này, từ kiểu cho nó hết nhét lên. Các có bảo mày kéo đâu. Kéo đây, kéo đây. Từ từ, cứ kéo đi, cái lưới nào nhỉ? Gần hết rồi. Kéo đi. Đi. Không bị gió nữa, đi. Kéo lên đi. Hết mạng lưới rồi đây. Gần hết rồi, hết rồi đây. Được, hết càng tốt. Được cái nào được không được thôi. Kéo đi, kéo đi. Kéo cả lên đi, kéo cả lên đi. Kéo đi, kéo đi. Đây, đâu có con nào.